Waiting for you theo phong cách nhạc đỏ sẽ như thế nào? Biết em đã có người ở gần bên, nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em. Mưa rông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm, kẻ sĩ tình này chọn ở phía sau thầm nhớ mong em. Các bạn thấy cái bản phối này như thế nào? Để biết được cường phối từ nhạc trẻ sang nhạc đỏ như thế nào thì xin mời các bạn hãy đón xem chương trình Ai Đến Hôm Nay vào thứ 6 tuần này nhé.